Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình đồng hành cùng Vua Đầu Bếp Việt Nam. Tổ yến là một nguyên liệu đắt tiền, giàu khoáng lượng, rất phù hợp khi chế biến bằng cách chưng cách thủy với đường phèn. Nhưng ngày hôm nay, trong Vua Đầu Bếp Việt Nam, Trinh Thái Hòa sẽ mang đến một khúc biệt tấu mới của nguyên liệu tổ yến với món ăn có tên gọi thật ngọt ngào, chè tổ yến thạch sữa gừng và trà xanh. Nguyên liệu: tổ yến hồng 2 miếng, sữa tươi không đường 200ml, kem tươi 200ml, gelatin 4 lá, gừng, bột trà xanh, đường phèn trắng. Cách làm: yến ngâm nước ấm trong khoảng 15 phút, nấu hỗn hợp sữa, kem tươi, lá gelatin với lửa vừa. Tách làm hai phần, một phần nấu với gừng và đường phèn, một phần nấu với bột trà xanh. Sau đó để lạnh hai phần thạch cho đông lại. Yến chưng trong nước giấm sắp khoảng 15 phút với lửa nhỏ, cho ít gừng đập nhẹ và đường phèn. Khi thấy có vị ngọt nhẹ hay mùi gừng, lấy ra để nguội. Trình bày: cho yến vào phần thạch sữa trắng vị gừng, trên cùng thả vài viên thạch sữa trà xanh. Tôi muốn có hai cái vị thạch sữa, là một vị là gừng và một vị là trà xanh. Cái phần trà xanh tôi cũng làm giống vậy, nhưng mà tôi cho thay vì gừng thì tôi cho bột trà xanh vô, tôi đánh. Và sau đó tôi cũng đổ vô một cái khuôn nhỏ và tôi đem cất tủ lạnh. Tôi trình bày là đơn giản thôi, chỉ là cái phần sữa trắng ở dưới, phần yến cao ở trên, mà trên đó là cái phần thạch sữa mà với vị trà xanh tôi cắt những hạt lụa nhỏ, tôi rải lên trên.